Sau khi xong phần 1, chúng ta đã tạo được cái bảng về lớp, phân lớp. Ví dụ lớp 1 có một phân lớp S, lớp 2 có hai phân lớp 2S, 2P, lớp 3 có 3 phân lớp 3S, 3P, 3D, lớp 4 có 4 phân lớp 4S, 4P, 4D, 4F, lớp 5 có 5 phân lớp. Tuy nhiên là phân lớp thứ 5 trở lên chúng ta không học, quan tâm. Bây giờ ví dụ như ta muốn viết cấu hình hoặc phân mức năng lượng của, ví dụ như là lấy hẳn 21 đi. 21 trong mảng tuần hoàn là ông nào? Trên là ông nào? 21. Chúng ta chạy theo vị trí. Vị trí số 1, số 11, số 19, 20, 21. 21 là ông scan đi. SC. SC thì có hai cách viết. Thứ nhất là SC, SC Scandi nó đứng thứ 21 trong bảng hệ thống tuần hoàn. 21 trong bảng hệ thống tuần hoàn thì có nghĩa là nó có 21 electron. 21 electron này sẽ xếp theo cái bảng bên trên này. Bắt đầu từ 1, từ lớp đầu tiên thì lớp S ta cứ xếp bão hòa, S là có 2 thì ta 1S2. Còn 19E nữa. Hết lớp 1 chạy sang lớp 2. 2S 2 2P P bão hòa xếp hết là 6. Là được 10E rồi, còn 11E nữa. Sang lớp 3. 3S2 3P6 3P6. Bây giờ là lớp 3 thì có 3D. Nhưng mà vì nó chỗ này đường đi của nó bị chèn, phân mức nó chèn thì nó không đi sang 3D mà nó đi sang 4S trước, thì ta có 4S2. Ta đếm xem được bao nhiêu rồi. 2, 4, 10, 20 rồi. Chỉ còn có 1E là đủ 21. Thì hết 4S theo đường đi ta chạy thì ta sẽ chạy về 3D. Vậy chỉ còn có 1E thôi. Thì 3D1. 3D1. Vậy scan đi. Có tất cả đều bão hòa, chỉ có phân lớp 3D là chưa bão hòa. Đây gọi là phân mức năng lượng. Phân mức năng lượng thì nó xếp thế này. Và nhìn vào cái cuối này nó sẽ biết đây là nguyên tố D. Phân mức năng lượng nó cũng sử dụng để làm một số bài tập. Thế còn cấu hình thì nó chính là cái này sắp xếp lại theo số 1, 2, 3. Ở đây là 1, 2, 3, 4, 3 thì nó phải xếp là 1, 2, 3, 4, cho nên sẽ xếp lại, xếp hết cái chỗ từ 1 đến 3 này là y nhau, không khác gì cả. Sang đến cái chỗ này đổi chỗ đi, đổi 3 đi 1 trước, 3 đi 1 trước rồi mới đến 4S2. Thì gọi là cấu hình. Cấu hình là số phải chạy từ nhỏ đến lớn. Phân mức năng lượng thì cứ chạy theo cái đường của cái bảng trên. Bảng này hình như có tên là Clarkoc phải, không biết nhớ. Thì ta viết được phân mức năng lượng và cấu hình. Có những cái nguyên tố mà nó không theo quy luật, ví dụ của ông đứng thứ 24. 24 là cái ông nào? 2, 19, 22, 24 là ông Chrome. Ông Chrome chẳng hạn. Cấu hình của ông Chrome đứng thứ 24. 24 thì
chạy vẫn hệt như vậy thôi, chạy một phát đến 20 là giống hệt của ông Scandi. Ông Scandi chạy đây, đi từ đây chẳng được. Ông này chạy một phát đến 20 là giống nhau, nhưng mà ông kia là 24 thì còn mấy nữa, 20 là còn 4 nữa thì sẽ xếp vào D, thì nó sẽ thành 3D4. Mà theo đúng cái gì mình học thì nó sẽ xếp vào đây là 3D4. Rồi bây giờ mình vẽ ra cái chỗ đằng trước này không chắc làm gì, mình vẽ ra thì ok rồi. Nhưng cái chỗ cuối cùng này mình sẽ vẽ là 4S, là một cái nhà S là có 2 S2 là đầy đủ như này, 4S2, trong khi nhà D gần đấy là có 3D4, 1 2 3 gian, 1 2 3 nhà D 5 gian, xin lỗi, nhà P 3 gian, nối thêm 2 gian nữa, 1 2 3 4. Nhà ông này thì còn trống một ô, 4 ông độc thân, mà cái đôi này thì nó lại, đây là 3D4. Như vậy là ghen ăn tức ở đây, chả biết đâu, người ta gọi là quy tắc bán bão hòa. Thì nó bê một cái ông ở nhà S nên nấp vào cái chỗ trống này, thì thực tế nó diễn ra là nhà ông S chỉ còn là 4S1. Trong khi nhà ông D thì sẽ biến thành 3D5. 3D5. 1 2 3 4 sẽ kín hết, không có ô trống nữa. 3D5. Như vậy chỗ này thì không còn tuân theo quy tắc mình học nữa, nhưng mình chỉnh thôi, mình chỉnh 4S2 thành 4S1, 3D4 thành 3D5, và mình bỏ cái này đi, mình giữ cái bên dưới 4S1 và 3D5. Đây là gọi quy tắc bán bão hòa, bán bão hòa của cái ông đứng thứ 24 cơm. Còn một ông nữa là quy tắc bão hòa là ở chỗ ông đồng đứng thứ 29. Đứng thứ 29. Kịp thời gian không? Đây xem bảng tuần hoàn cái đã. Ông đồng là 29 đây. Thì trong này nó cũng có cái bảng tuần hoàn, nó cũng có cấu hình cuối rồi. Thì cấu ông là 3D5 4S1, ông đồng là 3D10 4S1. Thì có bảng tuần hoàn, nhưng mà bảng tuần hoàn không được mang vào phòng thi, khó nhớ. Bây giờ là ông 29 là ông đồng, thì lấy 20 của ông trên này đi, 20 đây, lấy ông 20 này thêm 9 nữa, mà ông D là chứa tất cả được 10 cơ.